Tình đi đòi người, đòi Trần Thị Xuân, một phó chỉ huy của một cái ở miền Trung của Hội Anh Em Dân Chủ, mà Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức phản động chống phá lại nhà nước Việt Nam. Và nhất là Trần Thị Xuân là một người bị liệt vào cái hàng gọi là bị tố ở góc độ cái tội lỗi đó là chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là lật đổ chính quyền nhân dân. Với cái tội này thì gọi là tội liên quan tới an ninh quốc gia. Đúng không các bạn? Và nếu như cái tội này liên quan tới quốc gia thì những người bào chữa, những người cố gắng giúp đỡ cho người này thoát được cái tội này thì buộc phải chứng minh cho được người này không liên quan tới vấn đề chống lại nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên thì trong suốt ngày hôm nay chúng ta thấy một số giáo dân, phải nói là hàng trăm giáo dân của giáo xứ Cùng Sót biểu tình, mà lúc này thì bao gồm cả trẻ em, đối tượng mà không nên tham gia vào tất cả các cuộc biểu tình. Chúng ta thấy là ở tất cả các cuộc biểu tình ở nước ngoài, ở những nước tiên tiến tiến bộ, thì gần như là tất cả các cuộc biểu tình đó đều không có trẻ em. Tuy nhiên rằng là ở Việt Nam chúng ta thì lại tận dụng trẻ em triệt để. Và ta thấy rằng là các giáo dân mang theo cả trẻ em đi biểu tình. Đây là một điều phải nói là mất văn minh, mất văn hóa. Mà vì vậy cho nên là nếu mà nói thẳng ra thì người Công giáo chúng ta hoàn toàn không có văn minh và không có văn hóa khi mang trẻ em đi biểu tình. Thứ nhất, ở những nước văn minh, văn hóa, người ta hiểu được rằng là quyền trẻ em như thế nào và người ta bảo vệ trẻ em đến mức độ nào. Vì vậy cho nên chưa bao giờ người ta mang trẻ em đi làm lá chắn cho bản thân mình. Chính vì vậy cho nên là trẻ em được bảo vệ tuyệt đối. Nhưng mà ở Việt Nam ta thì lại mang trẻ em đi biểu tình, nhưng miệng thì lại đòi dân chủ, tự do, văn minh. Thế cho nên ta mới thấy được rằng cái việc mà những người đòi tự do, dân chủ, văn minh nhưng lại mang trẻ em ra làm lá chắn thì chính những kẻ đó chưa hề văn minh. Vì vậy cái miệng đòi văn minh đó nhưng hành động thì ngược lại thì chính là những kẻ xảo ngôn. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là cái người đi đòi hỏi trả tự do, đòi người cho Trần Thị Xuân. Trần Thị Xuân là một kẻ phản động, phản quốc. Thẳng thừng ra Trần Thị Xuân là một kẻ phản quốc, nhận 170 triệu của tổ chức khủng bố Việt Tân để đi lôi kéo nhiều đối tượng phản quốc. Thế thì đây là một cái đầu não của đối tượng phản quốc, một cái đầu não của tổ chức phản quốc. Cho nên là ở đây là chúng ta thấy được, bắt được một kẻ đầu não thì phải xử chứ sao. Một quốc gia nào cũng vậy, bắt được một kẻ đầu não phản quốc thì phải xử cho thật nghiêm. Ở đây ta chỉ mới bắt, chưa xử, chỉ mới là tra hỏi thôi. Vì vậy cho nên vấn đề ta nằm ở chỗ là khi bắt được một kẻ đầu não của kẻ phản quốc thì tất cả những người có liên quan buộc phải chứng minh được mình vô can. Bởi nếu không mình cũng sẽ mang tội phản quốc. Tuy nhiên thì giáo xứ Cùng Sót gần như là bị điên hết rồi, bị khủng suy cho cùng. Sau khi tìm hiểu kỹ thì giáo xứ Cùng Sót không bị điên mà là chỉ là bị ngu thôi. Bởi vì sao? Linh mục Phan Văn Đồng, kẻ chủ trương đi đòi tự do cho Trần Thị Xuân, chính là ai? Chính là bồ của Trần Thị Xuân. Nhưng Phan Văn Đồng là ai? Là thành viên của khối 8406, một tổ chức phản động do Nguyễn Văn Lý thành lập. Cuối cùng đây là một ruột với nhau, chúng nó đi bào chữa cho nhau, chúng nó đi đòi tự do cho nhau. Thì còn gì nữa để nói? Một bọn tội phạm đi đòi tự do cho nhau nhưng Phan Văn Đồng không bị xử là tại sao? Bởi vì Việt Nam chúng ta còn căn cứ vào lợi ích ngoại giao, căn cứ vào lợi ích chính trị, cho nên Việt Nam ta chưa bắt Phan Văn Đồng. Những kẻ nằm trong khối 8406 hẳn nhiên là những kẻ phản quốc. Chủ trương của tối 8406 là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng miệng thì cứ ra rã là đa nguyên đa đảng. Thử hỏi những kẻ đòi đa nguyên đa đảng chả phải rằng là muốn nhiều đảng hay sao? Tại sao những kẻ đòi đa nguyên đa đảng thì miệng đòi như vậy mà hành động thì đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam?
Vì cái điều đó cho nên ta mới thấy rằng là bọn này là cái bọn xảo ngôn và cái bọn lừa đảo. Chúng nó miệng đòi đa nguyên đa đảng nhưng lại đòi lật đổ một đảng không đúng ý của chúng. Một điều khác nữa mà chúng ta có thể thấy đó là nếu như Phan Văn Đồng là bồ của Trần Thị Xuân, thật sự nhá, nhiều ảnh cho thấy và cộng đồng mạng đã chứng minh rất nhiều điều đó cho thấy. Vậy cuối cùng ra thì chúng nó đang bảo kê cho vợ chồng lẫn nhau, nghĩa là chồng đi kiếm cớ bảo vệ cho vợ. Vậy thì còn gì để nói nữa? Có nghĩa rằng là chúng nó đang cố gắng làm cái động tác đó là bảo vệ cho nhau ở góc độ là chồng bảo vệ vợ, chứ không phải là vì lợi ích của quốc gia hay dân tộc nào ở đây cả, cũng chả phải vì công lý và hòa bình gì ở đây cả. Các bạn thấy đó, rõ ràng sự xảo ngôn xảo trá ở đây có đầy đủ. Chúng ta còn nhìn thấy gì nữa? Những kẻ nằm trong khối 8406 chả phải là những kẻ chống phá lại đất nước này. Nguyễn Văn Lý ở tù, mà tại sao Phan Văn Đồng chưa ở tù? Bởi vì Phan Văn Đồng tới giờ này chưa bị kết án. Bởi vì Phan Văn Đồng tới giờ này tội còn nhẹ quá, cho nên chúng ta mới đề nghị nhà nước xử lý luôn Phan Văn Đồng. Một điều rất là dễ hiểu nữa là gì? Mấy trăm giáo dân hôm nay đi đòi tự do cho Trần Thị Xuân theo ý của Phan Văn Đồng, đọc kinh ngoài đường ấy, thì theo các bạn là những kẻ này họ bảo là tự do tôn giáo hay là họ đang phá hoại tôn giáo? Thánh Phaolô đã nói rồi, các ngươi phải phục tùng mọi chính quyền. Thánh Phaolô đã nói rồi, các ngươi phải phục tùng mọi chính quyền, vì mọi quyền bính đều do Thiên Chúa thiết đặt. Nói như thế để chúng ta thấy được rằng là tất cả mọi thứ trên đời này nha đều do Thiên Chúa sắp đặt. Thế thì bây giờ là ông Phan Văn Đồng, lúc đầu tưởng Phan Văn Lợi không? Hôm qua tôi có đọc một bài liên quan tới Trần Thị Lý thì có nhắc tới Phan Văn Lợi. Tôi không biết là Phan Văn Lợi mà Trần Thị Lý nhắc đến có phải là Phan Văn Lợi mà là linh mục ngày hôm nay hay không. Tôi nói nếu mà đúng chắc là tôi đóng, tôi bán hết tài sản tôi bằng mọi cách phải gặp cho được Phan Văn Lý. Phan Văn Lợi bằng mọi cách gặp được. Giáo ấy có phải là tà giáo hay không? Công giáo tự nhận mình là thánh thiện thì phải làm mọi việc của thánh thiện. Hãy dòm Phan Văn Đồng, hãy dòm những cái kẻ như Trần Thị Xuân và những kẻ hoạt động dân chủ hiện tại có phải là những kẻ xảo ngôn, xảo trá, lừa mị, xuyên tạc, bịa đặt, có phải là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đi chiếm dụng tiền bạc của người khác, có phải là những kẻ loạn ngôn loạn tình như là phỉ báng bề trên? Đặng Hữu Nam thì phỉ báng ngay cả vị linh mục bề trên của mình, hay là ngay cả những kẻ tệ hại nhất đang cố gắng hủy hoại giáo hội bằng tất cả hành vi của mình, như là ở với nam nữ, hủy bỏ lời thề tận hiến, có hết. Và giờ này chúng ta thấy được rằng tất cả những kẻ đó là những kẻ gì? Đó là những kẻ phá hoại giáo hội. Hãy dòm xem toàn bộ giáo dân ở cùng sót ngày hôm nay đi đòi tự do cho Trần Thị Xuân, có phải là đòi tự do cho một kẻ tội phạm? Thế thành ra là giáo hội Công giáo trở thành một tổ chức bảo kê tội phạm à? Mọi người nghĩ xem giáo hội Công giáo có phải tự nhiên biến thành một tổ chức bảo kê tội phạm hay không? Và khi anh đã biến thành tổ chức bảo kê tội phạm thì anh chả khác gì một tổ chức khủng. Anh lợi dụng tôn giáo bắt ép người ta không làm gì được anh. Người ta đụng với anh, người ta bảo anh thì anh bảo là tự do tôn giáo, cho nên người ta không dám đụng với anh. Nhưng anh thì mặc nhận rằng anh đi bảo kê tội phạm. Vậy chả khác anh là một kẻ khủng bố tinh thần người ta, khủng bố tổ chức, khủng bố cả cái đất nước này. Làm gì cũng không ai dám nói được. Vậy cuối cùng ra thì giáo hội Công giáo ở Việt Nam đang tổ chức cái gì vậy? Đang tổ chức tôn giáo hay là đang tổ chức mafia? Đường mà đọc
hành lễ tôn giáo ngoài đường như thế, vậy xin lỗi, có vi phạm giáo luật, có vi phạm luật lệ tôn giáo ở tất cả các nước trên thế giới này không? Gần như Việt Nam quá hiền, chính quyền Việt Nam quá hiền khi không trấn áp các người được. Cái thứ hai nữa là các người thấy đó, hãy dòm lại coi các người có thực hiện làm các người là một tôn giáo hay không, hay các người đang trở thành một cái quỷ ma đó trên cái trần gian này đang đàn áp nhân dân chúng tôi. Hãy dòm xem chính quyền chúng tôi bắt tội phạm mà các người đi tổ chức đi tuần hành biểu tình đòi người như thế, các người xem chính quyền chúng tôi ra gì, cái đồ quỷ ma kinh sách để đi chiến đấu không? Vậy thì hãy đấu với kinh sách đi. Những kinh sách đó có dạy nó thành người tốt không? Nếu kinh sách đó dạy nó thành người xấu, hãy đánh cho nó chết đi. Cái đảng Cộng sản Việt Nam này hiền quá. Tôi tới giờ này cứ ước mãi, cứ như một thiên ăn môn nào đó, đập mẹ cái đám đó đi. Tôi không hề xem những kẻ phản quốc là người Công giáo, bởi người Công giáo không phải là những kẻ phản quốc, bởi người Công giáo là những người hiền lành, đạo đức và thánh thiện thật sự, biết yêu thương mọi người, biết tôn trọng luật lệ. Bởi người Công giáo là những người biết tôn trọng luật lệ. Bởi người Công giáo nếu không biết tôn trọng luật lệ sẽ không bao giờ có luật lệ của Công giáo và giáo luật. Khi một khi anh là không tuân hành luật lệ quốc gia, một luật lệ trần thế, thì không bao giờ anh có thể tuân hành một luật lệ của cao hơn, đó là luật lệ của giáo hội. Luật lệ quốc gia là để đảm bảo an toàn xã hội, mà anh còn không đảm bảo được thì đừng bao giờ anh bảo rằng là luật lệ giáo hội tốt hơn. Mà nhất được rằng anh lại được dạy dỗ trên nền tảng luật lệ giáo hội mà anh lại không tuân thủ luật lệ quốc gia, luật lệ xã hội, thì anh lại càng ngụy biện cho cái bản thân của anh trở thành một kẻ xấu xa nhất, tệ hại nhất cho người ta thấy. Giáo hội muốn tốt hơn, hãy tuân hành mọi luật lệ của trần gian này. Sống ở trần gian này mà không tốt, đừng bao giờ mong muốn lên thiên đàng. Các vị hãy nghĩ là mọi thứ ở trần gian này, cái đời mà sống chưa tốt thì đừng nghĩ tới đạo. Bởi vì một con người đến với đạo khi họ hoàn thành cái cuộc đời của họ thật tốt đẹp. Và khi người ta đến với đạo là người ta muốn cuộc đời người ta tốt đẹp nhất. Nhưng hãy dòm xem các vị đang làm cái gì, làm cái chuyện tệ hại gì đang xảy ra ở giáo xứ Cồn Sót hiện tại đây. Mấy trăm giáo dân bị lên đồng à, bị điên à. Biết Trần Thị Xuân là ai mà đi đòi tự do cho nó? Và biết Trần Thị Xuân có phải là người tình của Phan Văn Đồng, linh mục của mình hay không? Một linh mục phản bội lời thề tận hiến có xứng đáng làm linh mục của mình nữa hay không? Quyền phép của bất cứ linh mục nào khi đã phạm vào cái lời thề tận hiến mất tất cả. Vậy thì họ đâu còn xứng đáng để làm lễ cho chúng ta nữa, mà chúng ta lại đi tin tưởng nó. Và nhất là bộ cái đạo của mình là đạo trời à, đạo mình là hư hao và làm cho tôn giáo tôi bị miệt thị khinh khi chính giáo dân Cồn Sót nha. Các người không phải là anh em Kitô hữu của tôi nữa, các người là đồ quỷ ma. Các người làm cho người ta chửi tôn giáo tôi, các người làm cho người ta chửi Thiên Chúa. Đồ ma quỷ Cồn Sót, các người bị thằng Phan Văn Đồng nó lợi dụng, nó làm cho các người mi muội hết rồi. Bộ nó điên, các người điên theo à? Linh mục của chúng ta bị điên, ta điên theo à? Chúng ta hoàn toàn có quyền dùng hội đồng mục vụ giáo xứ trục xuất linh mục khỏi cái nhà thờ chúng ta, nếu linh mục đó quá điên cơ mà. Trẻ em biết cái giống đất gì ở đó mà lôi tụi nó ra cầm bảng, cầm bia, dùng trẻ em ra làm bia đỡ đạn là cái đồ ngu ngốc, là cái đồ dã man, là cái đồ xảo trá, là đồ điểu. Các người điên rồi, các người mới không biết rằng là dùng trẻ em đi biểu tình chính là các người đang tự hại bản thân mình. Chả có nước nào, chả trên cái thế giới này chưa có một quốc gia nào chấp nhận trẻ em đi biểu tình cả. Và điều coi cái việc dùng trẻ em làm lá chắn chính là tội ác. Đồ ngu, đồ điên, đồ khùng.
giáo xứ Cùng Sót, cái kẻ mà Trần Thị Xuân chính là cái kẻ đang muốn lật đổ cái thể chế chính trị này, là đòi lật đổ đi cái nền hòa bình này và muốn đất nước này loạn lạc, muốn đất nước này chiến tranh đó. Làm mà đất nước này chiến tranh đó, không còn đứa nhóc nào có đủ điều kiện cầm cái bảng ra đòi tự do Trần Thị Xuân đâu nha. Không đứa nhóc nào còn để mà có thể đưa cái bảng tự do cho Trần Thị Xuân đâu. Bởi vì khi đất nước này loạn lạc lên á, thì tôi nói chắc chắn một điều rằng những người bức xúc nhất không làm gì được các người ngay bây giờ đó, lúc đó họ sẽ đập các người trước và giết người nói đấy. Con Trần Thị Xuân đó chính là cái kẻ mà làm cho các người mất đi cái nền hòa bình này. Mà công an chính quyền bắt đi nó, có nghĩa là đảm bảo nền hòa bình này cho các người, để các người còn ra rã mà chửi bới. Đồ vô ơn. Giáo xứ Cùng Sót, những kẻ ngu ngốc và vô ơn. Những kẻ mà vi phạm là vào lời thề tận hiến nhá. Có nghĩa là tận hiến cho Thiên Chúa, là không được lập gia đình đấy. Mà có người tình đấy, thì những kẻ đó là phản bội Thiên Chúa. Và những kẻ phản bội Thiên Chúa thì không còn xứng đáng là chức danh, chức vụ linh mục nữa. Cho nên những kẻ kia là những kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. Hãy gửi video clip này đến những giáo dân Cùng Sót ngu ngốc đó giùm tôi. Và họ vẫn ngu ngốc cho đến khi nào mà họ chưa nhận ra được sự việc mà tôi nói ngày hôm nay. Ta dùng cái chuyên chính vô sản để bảo vệ chế độ, để thực hiện một cách triệt để đối với người Công giáo. Rất mong như thế. Những người Công giáo phải biết thân phận của mình. Đó là gì? Chúng ta là một công dân, và chúng ta phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một công dân. Và nhất là vừa rồi, hãy thấy ở Vinh, Nghệ An, vị linh mục tiền bối của chúng ta đã nói rằng là trước khi Ngài là linh mục, Ngài là một công dân. Vì vậy cho nên khi trước khi các vị trở thành một giáo dân, hãy nghĩ rằng mình là một công dân trước cái đã. Hãy hành xử bằng luật pháp, luật lệ mà xã hội này quy định. Các vị nghĩ các vị là ai, là cái gì mà xúc phạm đến toàn cái xã hội này, đi ra đường không xem ai ra gì. Các vị quá đáng quá rồi. Thật sự quá đáng. Các người là ai mà ra đường không xem ai ra gì? Ngoài đường là nhà thờ rồi. Cho dù người ta có đánh các người ngoài đường chăng nữa, các người cũng không thể nói là xúc phạm tôn giáo. Bởi ở ngoài đường không phải là nơi thực hành tôn giáo. Và tôi hy vọng rằng những người dân ở địa phương, ở bất kỳ mọi địa phương nào, mà hãy thấy giáo dân ra đường hành xử vô lý vô phép, hành xử tôn giáo của mình vô lý vô phép, hãy đập thẳng tay cho tôi. Đập. Và khẳng định rằng công an không bao giờ làm gì được các người, bởi vì các người không hề xúc phạm tôn giáo. Bởi vì họ còn xúc phạm tôn giáo các người nữa, khi họ mang tôn giáo của họ ra đường. Và rằng ở ngoài đường không phải là nơi thực hành tôn giáo. Đã thực hành tôn giáo ngoài nơi thờ tự là vi phạm luật lệ tôn giáo, vi phạm luật lệ đã quy định về tôn giáo. Tôi hy vọng các người hãy làm đúng điều đó. Tất cả chúng ta phải hành xử tôn giáo đúng với tất cả đối tượng tôn giáo. Khi họ đi ra khỏi nhà thờ mà thực hành tôn giáo, đập họ cho tôi. Bởi ở ngoài đường không phải là nơi thực hành tôn giáo. Tôn giáo thực hành ở nơi thờ tự. Ngoài nơi thờ tự ra mà đi ra đường làm mọi thứ, đọc kinh cầu lễ ngoài đường mà không được phép chính quyền, đập họ cho tôi, để chứng minh rằng là xã hội này có trật tự. Trật tự xã hội này phải do chính người dân chúng ta lập lại. Bởi chính quyền còn nhân nhượng vì lý do an ninh, vì lý do ngoại giao, vì lý do chính trị. Nhưng chúng ta thì không. Chúng ta phải giúp chính quyền làm việc này. Và chúng ta hy vọng rằng là chính quyền phải có giúp đỡ chúng ta làm việc này. Chúng nó đó là phong trào nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chúng ta thấy cái nào liên quan tới chúng ta thực hiện, và chúng ta thực hiện cho triệt để. Và cùng chính quyền đánh tụi nó xong, kêu chính quyền tới giải quyết tụi nó luôn. Xứng đáng là linh mục nữa. Hôm nay rất bức xúc rồi các bạn. Tôi nói các bạn nha. Đối với những linh mục mà quỷ ma như thế,
theo tôi các bạn ở địa phương nên tổ chức nhân dân địa phương góp ý kiến trục xuất khỏi địa phương. Bởi vì chúng ta có quy ước quy chế dân chủ ở địa phương và chúng ta quy chế rằng nếu như tất cả những ai phá hoại cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương thì nhân dân địa phương có quyền trục xuất kẻ đó ra khỏi địa phương chúng ta. Và vì vậy cho nên là tôi hy vọng rằng là cái quy chế dân chủ ở cơ sở, dùng quy chế đó, ai vi phạm tới đâu chúng ta xử lý tới đó, ngay cả linh mục chúng ta cũng xử lý luôn. Và hãy đề nghị vị linh mục đó rời khỏi địa phương chúng ta. Và dĩ nhiên là chúng ta phải tuyên truyền cho người dân hiểu rằng kẻ đó vi phạm như thế nào, đạo đức của kẻ đó như thế nào, và kẻ đó là lợi dụng giáo dân như thế nào. Và dĩ nhiên chúng ta phải hiểu giáo lý và giáo luật như thế nào để nói cho họ hiểu là họ đã sai như thế.